Thì chào anh em, thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em cái bát hình sóc đĩa 2020, bát mới nhất bây giờ. Đấy. Thì cái bát 2019 và bát 2020 nó khác nhau ở điểm nào? Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu và tôi sẽ phân tích cho anh em cái sự khác nhau của bát 2019 và bát 2020. Đấy. Thì trước khi giới thiệu tôi cũng nói luôn với anh em, thì cơ sở tôi là cơ sở sản xuất trực tiếp. Đấy. Thì nên anh em đến với chúng tôi, anh em sẽ nhận được cái giá bát hình gốc của nhà sản xuất. Đấy, anh em nhé. Thì trong clip này tôi cũng nói luôn với anh em, thì tất cả những dụng cụ cờ bạc bịp thì anh em đã từng chơi qua thì anh em biết, với anh em đã sành đồ thì với anh em chưa sành đồ thì duy nhất có cái bát 2020 này là cái bát hiệu quả và an toàn. Đấy, vì sao tôi nói là hiệu quả an toàn thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em, sau đó tôi sẽ test trực tiếp để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhé. Em tắt cái điện đi là anh phân tích cho anh em. Đấy. Thì bát 2020 anh em nhé, đây là ngoại quan mắt thường này. Đấy, anh em không thể nhận biết được cái mắt cam. Cái bát 2019 khi anh em kiểm tra kỹ này, anh em vẫn thấy cái lộ cái mắt cam của nó anh em nhé, vẫn sự có sự khác biệt. Đấy, vì 2019 nó sử dụng cái chip camera nó sẽ to hơn gấp 3 lần cái chip camera 2020. Đấy, chip 2020 nó sử dụng cái chip siêu nhỏ anh em nhé, và được bao bọc bởi một cái lớp keo sứ bên miệng anh em nhé. Khi vỡ bát hoặc đập bát thì cái lớp keo sứ cực kỳ là chắc. Đấy, dù có bể bát hoặc là vỡ bát nó sẽ không bao giờ vỡ được cái khu vực mắt cam. Đấy, ví dụ anh em dùng búa đập thì cái mắt cam nó sẽ nát theo cái keo sứ đó. Đấy, thì nên là tôi nói là không tang, dụng cụ cao cấp nhất 2020. Đấy, thì ở trong miền Nam anh em hay chơi bát phích này, bát nhựa anh em nhé. Đấy, thì chúng tôi làm mẫu bát là theo yêu cầu của anh em ở địa phương hoặc là anh em bên nước ngoài, thì anh em chơi mẫu bát nào thì chúng tôi cũng có thể làm cho anh em. Đây là cái nắp tài xỉu của anh em này, nó đã được tráng bởi lớp sơn chống bịp. Đấy, đèn flash này không xuyên qua này anh em này, cái độ chắc chắn của nó anh em nhé, chip camera siêu nhỏ không dây. Đấy, bát hình mới nhất 2020 đây anh em này, không lộ ánh sáng ra ngoài. Đấy, nắp chống bịp. Đấy, tí nữa tôi sẽ test trực tiếp cho anh em thứ cái độ hiệu quả của nó anh em nhé. Đây cái nắp bầu cua ở trong Sài Gòn anh em hay chơi này. Đấy, trong suốt ok luôn, bát ăn mì tôm anh em nhé. Đấy, anh em này cực kỳ là ok. Vừa rồi tôi đã giải thích cho anh em là cái bát 2019 và bát 2020 nó khác nhau ở cái điểm nào. Đấy, thì bát 2019 nó sử dụng cái chip camera nó to gấp 3 lần cái bát chip camera siêu nhỏ 2020. Đấy, thì với cái công nghệ bây giờ, với anh em hay chơi sóc đĩa thì anh em chú ý là anh em cập nhật và anh em chịu khó tìm hiểu thì anh em mới biết được đâu là cái đồ chuẩn anh em nhé. Đấy, thì lưu ý cho anh em. Thì một bộ đầy đủ của cái bát 2020 này gồm một màn hình soi. Đấy, đây là cái màn hình khuếch anh em nhé. Thì màn hình khuếch này là anh em có thể đánh xa bắt 2-30 mét. Đấy, khoảng cách bắt xa 2-30 mét với anh em chơi ở những sới lớn anh em nhé. Với anh em chơi ở những sới nhỏ hoặc là anh em cần cái cự ly ngắn thì anh em có thể là ngụy trang vào những cái điện thoại này. Đấy, thì anh em thích dùng cái mắt soi nào thì anh em tùy ý của anh em. Đấy, thì sau đây tôi sẽ test cho anh em này. Thì đây là cái bộ rung phím anh em nhé. Một bộ đầy đủ của nó gồm một bát này, màn hình khuếch này. Đấy, và một cái màn hình soi. Đấy, chế theo cái yêu cầu của anh em, anh em thích mẫu nào. Đây là cái rung phím. Cái rung phím này nó trách nhiệm là anh em bên trong nó sẽ phím vào cho anh em biết chẵn biết lẻ. Sau khi anh em soi được là biết chẵn biết lẻ anh em nhé. Đấy, thì sau đây tôi sẽ test cho anh em này. Thì rất nhiều anh em điện. Đấy, là anh em hỏi nó có thể là soi được. Đấy, nó có thể là soi được em bật đi. Nó là soi được quân đóm không? Đấy, hay là quân Thăng Long Vina. Đấy, hôm nay tôi sẽ soi trực tiếp cái quân đóm này cho anh em này. Ba trắng anh ơi, nét cơ. Ba trắng nhá. Đấy, anh em này.
nét căng, kể là quân đóm hay là quân bất cứ quân gì, bất cứ vị gì là cũng phải soi được hết anh em nhé. Ba đen. Đấy, ba đen này anh em này. Đồ này vì sao tôi nói là hiệu quả nhất là anh em nằm trong bát trong đĩa rồi thì không còn lý do gì anh em không chơi được. Thì tôi nói anh em là cái bát hình 2020 là cái dụng cụ hiệu quả nhất. Đây là tài xỉu của anh em này. Đấy, tài xỉu của anh em nhé. Thì là tài xỉu nó sẽ có một cái nút khiển. Đấy, thì anh em khi nào anh em muốn biết bên trong anh em chỉ khiển thôi. 532. 532 anh em nhé. Thì anh em bấm nút khiển này thì nó sẽ ra này. 532 này anh em này. Cực kỳ rồi sóc cho anh em này. 621. Đấy, thì anh em nhìn ở bên ngoài anh em nhá thì nó sẽ nét hơn. Anh em nhìn ở trong máy quay nó sẽ không nét. 621 này. Đấy, chính xác đây là bầu cua này anh em này. Đấy, nắp bầu cua này. Nhìn nét căng, bầu này. Đấy, anh em nhá. Đấy, thì chúng tôi làm tất cả dụng cụ theo yêu cầu của anh em. Thì với anh em ở bên nước ngoài, anh em làm bát bên nước ngoài, anh em kết bạn Zalo là vào số là 0948037979 thì anh em gửi cái mẫu bát thì chúng tôi là làm theo yêu cầu của anh em. Đấy, thì ở trong nước thì anh em có mẫu bát trắng này, nói chung là làm theo yêu cầu của anh em cứ gửi Zalo ấy mẫu hình mẫu bát thì chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em. Đấy, thì với anh em ở bên miền Nam thì em qua bến xe miền Đông thì chúng tôi có cơ sở bến xe miền Đông, anh em vào trực tiếp và anh em test và lấy đồ. Thì cái bát này chúng tôi bảo hành cho anh em là 6 tháng. Đấy, có vấn đề gì đấy, thì chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em. Đấy, ví dụ bát mà có vỡ anh em nhé thì chúng tôi không bảo hành, bát còn nguyên vẹn như thế này, không sứt mẻ ở đâu đấy, thì chúng tôi vẫn cứ bảo hành cho anh em. Đấy, cái bát. Cái thứ hai là cái trữ lượng pin anh em nhé, nó thể là chơi được 4 tiếng liên tục. Đấy, chúng tôi cam kết cho anh em là 4 tiếng liên tục. Ví dụ mà 3 tiếng 20 phút đấy, hoặc là 3 tiếng rưỡi thì chúng tôi mới bảo hành cho anh em, đổi bát mới cho anh em, lưu ý cho anh em. Đấy, thì chúng tôi là cơ sở sản xuất rồi, anh em đến với chúng tôi anh em có cái giá tốt nhất anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.